bé Hồng. Bé Hồng là bé nào ta? Là bé nào? Bé nào là gần mình có ai tên Hồng không? Là con Xuân Tâm á hả chị? Ok. Ai ơi đó. Anh chọn ai? Chị Quả. Chị Quả. Anh chọn ai? Diễm Huệ, trời ơi, trời ơi, dùng sức mà anh chọn cái Diễm Huệ là chết rồi. À, dùng sức mà bây giờ... Để bây giờ, xin mời các thành viên của Sài Gòn Tân Thời sẽ vô cặp đi ạ. Quý vị ơi, sau khi mà mình bán xong vé 70.000 đồng thì chúng ta sẽ về lấy vé là 50.000 đồng để bán tiếp đúng không? Dạ, yeah, ok. Cho nên rất là mong quý vị sẽ nhanh tay nha. Rồi, không còn ai nữa, bé ba đâu? Nó lăn tới quận mấy rồi? Huệ ơi, lên, rồi, Huệ vô. Rồi. Đâu rồi bé ba đâu rồi? Ai giải cứu nó đi nè. Chị Quyền giải cứu bé ba giùm em đi. Rồi, vé bên đây luôn không chị? iPhone đúng không? Dạ. Dạ, quá đầu tư rồi. Ok, nó rất là xứng đáng đầu tư. Vậy mình vừa vui mà mình vừa có quà nữa. Dạ, kính thưa quý vị. Dạ, nếu mà quý vị hôm nay, tại vì cái vòng này là cái vòng siêu đặc biệt, chúng ta iPhone lận. Cho nên chúng ta chỉ có hai đội thi mà thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ chơi thi kéo cò quý vị. Một đội sẽ là những thành viên của Sài Gòn Tân Thời, một đội sẽ là khán giả. Nếu khán giả may mắn đọc giải thì thật quà may mắn sẽ về tay quý vị, sẽ là những con gấu không thù gì. Yeah. Tính ra hai anh trai là sự lựa chọn rất thông minh và khôn ngoan. Và bây giờ xin mời dây nè, ban tổ chức ơi ạ. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ có một vạch ở giữa là vạch này nha. Dạ, vạch này. Và xin mời đội khách ạ. À. Đội khách mình qua đây ạ. À. Trong trường hợp đội khách kéo thắng đội nhà, tổng số gấu của đội nhà được nhận, đội khách được nhận sẽ được trừ vào tổng số lương của nhân viên đang đứng trên sân khấu. Cho nên lưu ý hãy kéo thật, đừng kéo lộn dép ra má. Em nói gì nghe, cái bộ đồ này nó mà lột dép là nó hơi chuồng luôn. Anh đang có muốn đổi người không? À nãy ai bút em vậy? Anh nói đẹp, à em ơi bây giờ gì nè, cho chị thông cảm cái con nhỏ này mà nó lột đôi bút nó ra nó mới chơi được. Mà nó lột là nó ở chuồng. Cho nên bây giờ em có thể chọn một thành viên nào yếu hơn nó cũng được, em chọn ai? Nam phải không? Rồi, Lâm Nhật Nam lên đi ạ. À. Không, thường mấy bà boss ta hay nghĩ là nó yếu đó. Ừ, rồi. Mẹ tôi cũng hết nha. Rồi, kính thưa quý vị. Ủa, rồi. Hai má ơi, rồi cái mức dây của người ta đâu, cái chỗ người ta giao kẹo đâu, tự nhiên cầm luôn cái đùi này rồi. Phải không? Cái đỏ giữa nè, cái đỏ giữa nè, phải không? Phải không? Người ta có cái ở giữa chứ. Ủa, đang thay sao khổn tới hai chỗ vậy? Anh mở ra một cái đi. Mở ra một cái đi. Kéo cái này kéo tới mùa mít trong xa luôn. Anh ơi, cái đỏ này lên tiếp, đợi đây đi. Giờ cái giai đoạn, giờ còn lại ngay giữa đi. Anh cố lên nha. Anh phải cố lên, anh ơi cố lên nha. Cái mình ra khởi động trước đi, cái ba cái tư gì nó ra khởi động trước đi cho nó khí thế đó coi. À, trời ơi, đâu có dễ ăn cái gì. Hay vậy trời, ghê chưa. Hít đất luôn đấy chưa. Rồi, vô, rồi, vô vị trí nè. Mình bố trí nghỉ chưa. Con ba lắc nó thấy là chắc nó bị trừ lương quá. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ đội nhà hay đội khách sẽ đoạt giải. Tổng số gấu mà em phải chung gần 20 con của chị sẽ thuộc về ai? Ngay bây giờ các cô gái gì trai hay gì gấu? 1, 2, 3, bắt đầu! Vô! Trời ơi, trời ơi, trời ơi! Trời ơi, trời ơi, trời ơi! Trời ơi, chết bà đen rồi! Dạ, chết bà đen rồi! Rồi, tao phải... Cháu hỏi là nãy con Huệ nó còn nguyên hình hài không ạ? Còn không ạ? Tại hôm nay chú biết lý do tại sao nó đứng trước rồi. Nó đâu có kéo. Nó chàn hãng, nó canh nó nổi áo đen không ạ? Trời ơi, còn đợi gì nữa, quá xuất sắc. Lấy gấu tặng anh trai mình. Anh làm mấy người anh? Sáu người phải không? Hồi nãy nó sáu người, tặng sáu con. Trời ơi, dễ.
Dạ, rồi ok. Dễ chơi, dễ chút. Anh hai người bên đó, hai con bên đó, hai con. Thank you. Anh mấy con? 5 người. Trời ơi, chết rồi, chung tàn bạc luôn. Mấy má đi đi trừ luôn vô nha. Lẽ nam cho anh đó một con nữa. Dạ, ai đủ về nè. Dạ, đúng rồi, anh này con nữa. Rồi ok, anh 5 người là 5 con. Dạ. Ba con, anh ba con à. 5 người lận hả? 5 người, trời ơi, chết rồi. Anh này, nhiêu con? 5 người luôn hả? Trời ơi. Không sao, cứ chung đi. Dạ, cứ chung. Rồi, còn hai số bốn lại trừ cái đám nãy nhiêu tiền nó lương cho tao. Rồi. Chị ơi chị, bây giờ chơi lại đi. Một mình em chơi xấu anh luôn. Mày chơi được nào? Em sẽ sử dụng sức mạnh của siêu nhân gao. Vậy hả? Có lòng tin quá ha. Dạ. Nè bác ơi. Bây giờ mình có thể là thử thách gì thôi, mình bán vé thay cho chị em được không? Sức mạnh siêu nhân gao đó. Vòng loại bao nhiêu ạ? 30.000 đồng ạ. Dạ, vòng loại 30.000 đồng xanh được. Rồi bước một chiều còn không có bác mình. Cái vé siêu đặc biệt quý vị ơi, mình gói lại thiệt kỹ và chút xíu nữa giòn nha. Và bây giờ em xin cái bản vòng loại của siêu đặc biệt nha. Rồi, quý vị ơi. Dạ, tại vì em sẽ đợi một chút xíu nữa sau khi mà bà con tới để cho bà con đi sao tới trễ đó, người ta có dịp ủng hộ lần nữa thì quý vị ơi, ngay bây giờ mình sẽ đến với vòng 30.000 đồng. Và sau khi bán 30.000 đồng xong thì mình sẽ sổ vòng 30, mình để vòng 70, vòng iPhone đó một chút xíu sổ cho nó hấp dẫn quý vị nha. Rồi em sẽ update cái mã vòng loại để quý vị có thể không có lộn vé, mình xếp cái vé nó thiệt nhỏ bỏ vô túi cất giùm em ha. Một chút xíu nữa, giữa cái vòng loại em còn có rất nhiều game để cho quý vị có thể mang quà về cho quý vị yên tâm ha. Xin dừng xe